Đây, câu hỏi này của cô Mạnh Tần đã hỏi là cái một cái vị sư đã trả lời rằng là cái Pháp Đầu Đà đó, cái người mà họ Pháp Đầu Đà đó, thì trong cái 13 hạnh Đầu Đà thì người cư sĩ đó, hạnh Đầu Đà đó, chỉ được thọ dụng vật thực do thức thực và chỉ vật thực trong bát, còn một số vị tỳ khưu á thì thọ 13 hạnh Đầu Đà bằng sự phát nguyện thầm kín không để cho người khác biết, và hiện tại thì có một số chùa Nguyên Thủy hàng năm á vẫn thông báo tổ chức thọ hạnh Đầu Đà, và chư tăng hướng dẫn cho cư sĩ phật tử thọ viên nhân nguyên như nằm. Như vậy chư tăng và cư sĩ đó có hành đúng chánh pháp không? Con xin đặt hỏi câu hỏi này. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói rằng là như vậy, cái hạnh Đầu Đà tức là Thú Lăng Giá đó, thì nói với những vị tỳ khưu anh họ trì được tất cả là 13, nhưng mà trong cái đêm Đầu Đà đó thì lại là tập trung là phát nguyện thọ trì cái hạnh là ngăn quay vi nằm nguyên nằm chứ không có thọ trì tất cả 13 hạnh Đầu Đà. Đây là một cái điểm khác biệt. Nên lại nữa, cái theo cái sách Thanh Tịnh Đạo đó thì cận sự nam hay cận sự nữ đó, chỉ thọ trì được hai cái pháp Tú Tâm Giá thôi, tức là hai cái pháp Đầu Đà mà thôi, tức là cận sự nam tức là cái người thiện nam đó, hay là cận sự nữ tức là cái người tín nữ đó, thì chỉ thọ được cái hai pháp Đầu Đà thôi, tức là cái pháp mà thọ thực ở một chỗ ngồi, và thứ hai là thọ thực trong bát. Thì chúng ta thấy rằng cái sách Tịnh Đạo mà nói rằng cái thọ thực trong bát đó, thì ngày xưa đó người ta có thể dùng cái bát của cái chư tăng để mà dùng cái vật thực để dùng cũng được nha. Cái thọ thực trong bát là khác, còn cái thọ thực mà đi bát để mà ăn là khác, hai cái đó là cái khác nhau hoàn toàn. Thì trong cái 13 pháp Đầu Đà có cái pháp là thọ thực trong bát, và thọ thực bằng cách là đi khất thực mà dùng, thì hai cái chi này nó hoàn toàn nó khác nhau, và xem như là nó hai cái chi riêng biệt chứ không phải là một chi. Thọ thực trong bát là khác, và thọ thực đi bát tức thực ăn là khác. Thọ thực trong bát có nghĩa là khi một người mà phật tử mà cúng dường tới vị sư đó, ví dụ thỉnh tai tăng nha, hay là những cái buổi lễ nào đó cầu an hay vân vân, họ tỉnh chưa tăng tới thì họ đặt cái vật thực một cách tự do trên bàn, thì những vị đó đó mới dùng những cái muỗng nĩa hay là những cái vật gì múc vào trong cái bát của mình, múc khi mà vào trong cái bát mình đó, hoặc là cơm rồi vân vân, rồi họ dùng người Ấn Độ ngày xưa họ dùng bằng tay tức là bằng bóc á, dùng nó bằng bằng bàn tay trái thì họ chấm 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 lấy những cái miếng bột thịt đó, họ dùng nha, họ không dùng bằng tay phải, bởi vì họ cho bằng tay phải là dùng nhiều cái điều kiện bất tịnh, tức là rửa ráy rồi không vân phải tháng như vậy, cho nên chỉ dùng cái bàn tay trái để chúng lấy những cái vật thực đó vo tròn lại thành một viên này nó không có quá cái trứng ngỗng, nó chỉ vừa nhỏ thôi để khi mà đưa vào vào miệng đó, nó không có bị quá dư khiến cho cái người ăn nó thấy mất cái thẩm mỹ, nó vừa vặn trong cái miệng mình thôi. Thì cái này gọi là ăn trong bát, nó khác với cái chi gọi là đi bát để mà dùng. Khi mà đi bát thì mình ôm bát đi, người ta cúng dường những vật thực vô trong bát mình á, thì là cái loại mà người ta đã đặt vô trong bát và mình đi bát mình dùng. Còn cái này thì người ta sẽ thỉnh mình tới tay tăng cái nào vậy, thì những cái vật thực người ta bày ra trên bàn đó
mình muốn dùng loại bột thịt nào thì mình dùng muỗng hay là mình dùng cái bật gì đó mình múc bỏ vô trong bát mình, hai cái nó khác nhau. Và cái bật thịt nằm ngoài còn lại đó thì được, sau khi mà vậy thì cô dùng xong rồi thì cái loại bật thịt đó được gọi là tàn thịt. Nhưng mà cái giữ tàn thịt ở đây cũng có nghĩa là cái bật thịt còn dùng được, chứ không nó không có nhơ bẩn. Bởi vì cái những vị nó đã dùng muỗng, dùng muôi rồi đó, đã múc vào trong cái đặt trong bát mình rồi, và dùng bàn tay mình á là vo lại những cái loại vật thực nằm trong đó thành ra những cái viên tròn để mình bỏ vô miệng. Thì những vật thực còn ở ngoài lại đó nó vẫn còn tốt, chứ không phải là nó đã bị ô nhiễm, tức là nó không có bị nhơ bẩn do những nước bọt của mình, không phải, mà nó vẫn còn tốt. Nhưng khi mà vậy thì Khương mình đã bỏ không dùng nữa thì xem như những cái vật đó được gọi là tàn thịt, tức là vật thịt còn dư sót bỏ lại nhưng nó vẫn còn là tốt, chứ không phải là nó còn cái gì đó là ăn uống là dơ bẩn nằm trong đó, nước bọt chính trong đó không có. Chúng ta phải nắm bắt cái chữ tàn thịt của Đức Phật ngay của kinh điển dùng là cũng chỉ là cái loại này, chứ không phải là vậy thì cô dùng xong còn cái trong bát đó, cái đó mới gọi là tàn thực, không phải. Mà cái tàn thực là cái loại thực còn tốt, có thể gì dùng được chứ nè. Như vậy cái trường hợp này được gọi là ăn trong bát. Nhưng còn trường hợp thứ hai cũng được gọi là ăn trong bát, nhưng mà ăn trong bát mình cắt được đi thất thực ăn nè. Tức là cái vị đó không có nhận những cái buổi lễ trai tăng hay là cầu an hay là cái gì cả nè. Mà cái vị đó sẽ sử dụng là cách đi thất thực dùng, người ta cúng dường trong cái những cơm rồi vật thực rồi người canh nữa, nghĩa là trong bát nó đầy những cái phổ lốt, đầy những cái vật thực mà nó trộn lẫn với nhau thì cái nó dùng ở trong đó là như vậy. Thì cái hai cái cách này nó khác nhau chứ nó không phải là giống nhau. Cho nên khi mà nói rằng á, cái người cư sĩ chỉ được cái dùng được cái hai cái pháp hội đầu đà, tức là dùng cái họ thực một chỗ ngồi. Họ thực một chỗ ngồi là sao? Tức là trong một ngày đó chỉ ngồi ăn một, ví dụ như buổi sáng, rồi ăn buổi sáng thôi, rồi từ đó phải nhịn cho đến sáng hôm sau mới được ăn thôi. Tức là ăn một chỗ ngồi, có thể là buổi sáng không ăn cho đến trưa, trước khi trước ngọ đó, ngày nhà buổi trưa đó có thể ngồi dùng, dùng xong một bữa đó rồi thôi là không dùng nữa, gọi là nhất tọa thực, tức là ngồi một chỗ ngồi, ăn một chỗ ngồi, khi mà đứng lên thì sẽ không ăn nữa. Thì cái người cư sĩ có hai cái cách gọi như vậy, tức là gọi được một chỗ ngồi và gọi thực trong bát. Giờ như vậy thì nhà trong cái đầu đà mà cái chư tăng gọi là gọi đầu đàn nhân quan nghi nồng thì có ý nghĩa như thế nào, thì cũng phải cần hiểu biết rằng á là cái nhân quan nghi nồng là không ứng dụng cho cái người cư sĩ. Lý do tại sao? Bởi vì cái nhân quan nghi nồng á là phải một cách trường kỳ, luôn luôn là như vậy, tức là không có nằm, chỉ giữ cái ba quan nghi thôi, đi đứng và ngồi mà thôi, không có nằm. Thì như vậy đối với người cư sĩ rất là khó khăn. Nhưng mà trong một cái đêm đầu đài để tỏ lòng kính trọng và tri ân Đức Thế Tôn, ở cho nên thọ trì một cách đột xuất ngắn hạn mà thôi, chứ không phải thọ trì một cách lâu dài được. Mình có thể nói là cái đêm đầu đà đó là chư tăng truyền cho các cái người cư sĩ là xin nhân oai nghi nằm trọ một đêm, tức là để cúng dường đến ân đức Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, Đức Tam Bảo, nhất là Đức Phật, để mà mình tri ân Đức Phật. Đây là một cái hạnh đột xuất của người cư sĩ, chứ không phải là hạnh thường xuyên. Hạnh thường xuyên giống như ngài Anuruddha thì 55 năm không nằm, ngài Ananda 40 năm không nằm, rồi ngài Mahakassapa cũng là gần như là 45 năm không nằm như vậy. Chúng ta mới thấy cái sự không nằm đó là có một cái
cái thời gian rất là dài chứ không phải là không dài ha. Thì cái điều này là chúng ta phải nắm bắt lại được như vậy, tức là nhân quan nghi nằm đó chỉ có cái thời gian giống như là một cái sự đột xuất để thực hành, để cúng dường đến ân đức của Đức Phật mà thôi, chứ không phải là một cái trường kỳ. Còn cái sự trường kỳ thì cận sự nam cận sự nữ có hai cái pháp gọi là trường kỳ, đó là họ thực một chỗ ngồi, tức là đối với cái người mà có cái sử dụng tri túc á, có tham muốn là biết đủ đó, thì một ngày chỉ ăn một lần một thôi, nghĩa là bất kỳ lần nào, tức là từ 12 giờ trưa trở xuống 6 giờ sáng, từ 6 giờ sáng trở lên tới khoảng 11 giờ hai bạn, thì ngồi một chỗ nào thôi. Khi mà ngồi ăn một lần rồi mà đứng dậy rồi thì sẽ không ăn nữa, được gọi là ngộ thực một chỗ ngồi, tức là ăn một chỗ ngồi, được gọi là nhất ngộ thực á. Thứ hai là thì ngộ thực công bát, nó dùng cái bát của chư tăng để đồ bỏ cái vật thực vào để mà dùng, thì điều này cũng có thể thực hiện được chứ không phải là không. Nhưng mà trong cái một vị sư đã giảng rằng là dĩ thọ đồ đà, 13 pháp đồ đà đó, họ bằng cách là im lặng trong tâm, nó thật sự không phải. Và chúng ta phải hiểu rằng như vậy nè, cái những vị mà thọ đồ đà đó với tâm lý là bứng đi những cái phiền não, ngăn cản đi phiền não, diệt trừ đi phiền não, nó không phải với một cái mục đích là mình khoe khoang, không phải là mục đích là mình để mà mình tự hào. Cho nên có thể là mặc dù là không có nói ra, không có phát nguyện ra, nhưng mà nó có phát nguyện ra cũng được, không sao cả. Lý do là mình phát nguyện ra để mình giữ được cái hạnh đầu đà của mình nó tốt đẹp, nhưng chứ không phải là để khoe khoang hay là để tự hào hay là để tự tôn xưng cái bản ngã mình lên, thì là điều đó không được thôi. Còn như mà thực hành để mà mình bứng đi cái phiền não trong tâm mình thì vẫn được, giống như ngài Kassapa, ngài cũng nguyện thọ 13 hạnh đầu đà vậy, ngài cũng nói ra là phát nguyện hạnh, tức là ngài sống ở rừng, ngài mặc y củ rách, rồi ngài đi bát ăn, rồi thọ tâm y, rồi ngài sống dưới cội cây, rồi ngài sống ở bãi tham ma mộ địa, rồi vân vân, phải khác như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái mục tiêu đó là không cho nói ra, là chỉ là để ngăn chặn cái sự kiêu mạn, sự tự hào mà thôi, chứ ngoài ra thì không có một cái gì cả. Bởi vì khi mà nói cái người mà thọ đầu đà đó, người ta sẽ bắt đầu tôn sùng, người ta tôn kính chẳng hạn vậy, cho nên không nói ra. Thì có một cái câu chuyện cũng ở trong sách Thanh Đạo cũng đưa ra như vậy, tức là có hai anh em của đệ, người anh và người em, sau khi xuất gia xong thì mỗi người đi một nơi để mà tu tập. Thế thì cái người em á, tức là người sư đệ đó, họ thì cái hạnh đầu đà là nhất tòa thực, tức là ăn ngày ăn buổi thôi, không có ăn hơn ngày buổi thứ hai nữa. Nhưng mà một lần nọ thì cái người em đi tới thăm cái người anh, tức là anh em đồng đạo đó, thì cái người sư huynh á cũng tiếp đãi rất niềm nở, rồi vào buổi sáng mời cái người em dùng sáng. Thì bởi vì người em á, cái người cái vị tỳ khưu em á là họ tỳ hạnh đầu đà mà dùng một chỗ ngồi thôi, cho nên mới xin từ chối. Cái người anh mới nói hay là sư đệ thực hành hạnh đầu đà nhân dễ ăn một ngày một bữa hai bài như là nhất bò thực. Thì cái người em mới ngẫm nghĩ là nếu mà mình giữ như vậy đó thì là người anh sẽ biết được là mình thọ trì cái hạnh đầu đà nhất bò thực, như vậy là cũng không có hay cho mình, cho nên ngài mới nói thôi giờ mình hãy nguyện xả bỏ đi, rồi khi mình quay về tự viện mình sẽ thọ trì lại. Nên người em mới nói nếu mà sư huynh muốn thì để sử dụng thôi. Ngài mới nguyện xả bỏ hạnh đầu đà đó và ngài dùng như cái giống như hòa hợp với tăng chúng vậy đó,
nên là để cho cảm thấy là không có bị lệch lạc đối với tăng chúng. Tăng chúng đang dùng một ngày hai buổi, chẳng hạn là sáng và trưa, mà mình dùng một bữa vậy đó, mình tỏ ra mình cao thượng hơn người ta thì coi cũng được. Cho nên xả bỏ đó để quay về tự diện của mình để thực hành cái pháp đó. Cho nên cái phần này nói như vậy là hơi nói hơi cục bộ một chút xíu, không có mình được mở rộng một vấn đề. Thì tức là khi mà mình hành đầu đà đó, mình không phải vì cái mục đích là khoe khoang, không phải vì cái mục đích là cái bản ngã mình là mình tự hào, mà mình dùng cái mục tiêu là mình bứng đi cái phiền não ở trong tâm mình. Cho nên còn cái nói là cái người cư sĩ mà cái gì, cái hạnh đầu đà mà họ thực trong bát không được. Cái người cư sĩ chỉ thọ hạnh đầu đà chỉ được thọ dụng được thực do tích thực mà thôi, mà để thọ dụng được thực trong bát nó không đúng. Mà cái người cư sĩ chỉ có hai cái tác đầu đà thôi, thứ nhất là họ thực một chỗ ngồi và một họ thực ở trong bát là thôi. Chứ còn mà gọi là cái người mà cư sĩ mà cái thọ hạnh đầu đà đó chỉ được thọ dụng vật thực do cái thực, người cư sĩ đâu có đi cái thực đâu, nhưng mà đấy là thọ dụng cái vật thực đó, mà phải nói rõ ra là thọ thực một chỗ ngồi. Cái câu hỏi này nó sai ở chỗ điểm này, tức là nếu vị nào mà giảng rằng cái người cư sĩ đó chỉ được cái thọ dụng hạnh đầu đà là họ dụng vật thực do cái thực thì không đúng. Bởi vì người cư sĩ đâu có đi khất thực đâu mà cái thọ dụng được vật thực do khất thực đâu. Cho nên chỉ có cái phải sửa lại là thọ thực một chỗ ngồi, chứ không phải là thọ thực khi đi khất thực và thọ thực ở trong bát mà thôi. Rồi. Còn khi mà trong cái đêm đầu đà thì cái người những vị sư mà hướng dẫn cho Phật tử thọ trì nguyện ngăn ba nghi nằm, đó là một cái đầu đà đột xuất, chứ không phải là một cái lâu dài. Người cư sĩ không thể nào mà thọ trì hạnh đầu đà ngăn qua nghi nằm suốt cả một thời gian dài được, nhiều lắm chỉ một ngày một đêm đó thôi. Sáng hôm sau là phải trở lại cái đời sống cư sĩ rồi. Cho nên đâu phải là với như tăng mà có một sự kiên nhẫn dài lâu như ngài Anuruddha hay là ngài Ananda hay là ngài Mahakassapa hay các ngài vị thánh tăng khác như vậy. Cho nên chúng ta phải nói như vậy để cho mình phát nguyện. Phát nguyện ra đời đó là một cái sự thúc đẩy cho cái tâm của mình cho nó vững mạnh hơn. Còn phát nguyện thầm kín thì để mà diệt trừ cái ngã mạn mà thôi. Còn này ai cũng như nhau hết thì còn gì đâu có ngã mạn. Tại vì tôi ngăn quay nghi nằm thì anh cũng ngăn quay nghi nằm, và anh ngăn quay nghi nằm thì chị cũng ngăn quay nghi nằm, tất cả đều đồng đẳng với nhau hết thì đâu có ai hơn ai đâu, mà cái đâu có gì đâu mà cái ngã mạn nằm trong đó. Cho nên cần phải hiểu rõ những cái lý do là như vậy nhé. Thì chúng tôi xin trả lời cho cô Hạnh Trần là như vậy. Và nhớ rằng cái người nam cư sĩ hay nữ cư sĩ thì chỉ có hai pháp đầu đà thôi, đó là họ thực một chỗ ngồi và họ thực ở trong bát là thôi, chứ không có vấn đề mà đi bát ăn thì giữ hạnh đầu đà đi bát ăn thì không thể xảy ra, bởi vì người cư sĩ cũng không có vấn đề đi xin ăn. Chúng ta phải nhớ biết là mặc dù có người đi xin ăn thật, nhưng mà cái người cư sĩ không có làm cái chuyện này đâu. Nhưng mà sách Thông Tin Đạo chỉ có nêu ra hai cái loại đồ đà này mà thôi, chứ không có cái vấn đề là đi bát để mà ăn, đó là hạnh đồ đà của người cư sĩ. Điều này không xảy ra và không có, mà sách Thông Tin Đạo không có ghi cái điểm này, chỉ ghi cái điểm là họ được một chỗ ngồi và ăn trong bát. Đó là câu giải thích với cô Hạnh Trần. Nếu cần cô ghi vào trong cái sách Thanh Tịnh Đạo sau trong cái phần mà gọi là thủ tâm giá đầu đà, sẽ thấy cái người cư sĩ có hai cái pháp đầu đà này là như vậy nha. Nên đó là chúng ta đã giải quyết trong cái câu hỏi của cô Hạnh Trần.